Điện Kremlin khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ kết thúc thành công. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, không có gì nghi ngờ với kết quả thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Trả lời câu hỏi liệu có đồng ý rằng, tương lai của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CFTO phụ thuộc vào sự thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hay không, ông Peskov nói, chúng tôi có thể đồng ý với điều này, với sự đảm bảo rằng thành công của chiến dịch quân sự là điều không phải nghi ngờ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23 tháng 11 đã tới thủ đô Yerevan của Armenia để tham gia phiên họp của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Theo Điện Kremlin, cuộc họp sẽ đề cập đến các lĩnh vực hợp tác chính trong Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, cũng như các vấn đề quốc gia và khu vực hiện nay. Trước đó, hôm 21 tháng 11, người phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga-Ukraine không đòi hỏi thay đổi chế độ ở Kiev. Không, Tổng thống Vladimir Putin đã nói về điều đó rồi. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov nói trước báo giới khi được hỏi rằng liệu chiến dịch quân sự của Moscow có nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky hay không.